Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Thì tiếp tục hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ B anh em, 14 máy ha, 12 con máy cắt cỏ nè và 2 con máy cưa ha. Đó. Thì máy ở bên em bán là tất cả, hàng này là hàng Nhật Bản về hết nha anh em, chưa qua tay Việt Nam sử dụng ha. Đó, anh em về là người đầu tiên sở hữu của bên anh Nhật, nó là đó nghe anh em là ok ha, chứ không phải mà thu dân mà đổi khách mà bán ha, mấy cái đó là em bỏ hết rồi. Đó. Rồi thì anh em chốt bên cái kênh anh em, cái thứ nhất là được giá rẻ nè, cái thứ hai là anh em không có cần phải đặt cọc tiền. Đó, cái thứ ba nữa là hàng cái đến nơi á là anh em được quyền kiểm tra, test nổ xong mới giao tiền cho cái người giao hàng ha. Giá ở trên đây là em đã bao ship tới nơi cho mình rồi. Nói chung là anh em ở đâu em cũng bao ship, đó shipper giao tới chỗ tới nhà cho mình nghe anh em. Đó. Và em sẽ tặng kèm theo cho anh em là đầy đủ phụ kiện ha, là dây đeo, lưỡi, tiếp mở Mugi, ổ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ là đầy đủ 6 món. Còn máy cưa thì sẽ tặng cho anh em là bao lam, giũa và tiếp mở Mugi ha. Đó, thì anh em nào mà chưa có nhớt pha thì anh em có thể mua tham khảo mua bên em luôn, là bình nhớt em bán 100.000 loại 1 lít ha. Bình nhớt 2 thì, nhớt đỏ, bình đó là chạy ít đóng khói nha nè, ít đóng khói ha. Còn mấy cái nhớt mà anh em hai thầy mà anh em đừng có xài nhớ cách cho nha, cách cho anh xài nó mau đóng khói lắm nha anh em. Đó là nó như vậy ha. Rồi thì mấy cái chi tiết mà ví dụ như đầu bò thiếu nè thì chừng em gắp đầu bò zin nha anh em, cản cỏ cái nào thì không có thì em sẽ bổ sung mới cho anh em mình ha, là đầy đủ đồ nghiêm chỉnh là về anh em sử dụng ha. Tiệm của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em có thể lại đến nơi mình chốt máy, mình mua máy ha, hoặc là mình xem con nào vừa ý thì mình chốt anh em đó. Hoặc là anh em nào ở xa đó mà muốn kiếm con máy mà nó, nói chung là muốn con máy hiệu gì đó mà hôm nay em lên video không có thì anh em có thể kết bạn Zalo rồi hỏi Linh ơi có con máy đó không, rồi bên em sẽ kiếm, nếu như có thì về bên em sẽ quay máy cho anh em xem tham khảo, ok hợp nhãn thì anh em cứ cho địa chỉ bên em ship hàng tới nơi cho mình ha. Rồi thì hôm nay em lên cho anh em là gồm có là Kawasaki TG33, cơm 26 tùm gời VIP nè, Magu 26 3 con. Đó, VIP không à. Kyuget Echo 235. Magu 23, Mitsubishi là 20, Echo 260, Echo 240, Echo 200, G2KC. Đó, máy cưa thì hôm nay có cho anh em là Shidewa 357, hàng này là hàng VIP, hàng đỉnh nha anh em. Hàng này rất là lâu rồi mới được con ha. Hàng này là chạy bao mạnh cho anh em, hàng này anh cho anh em đi khai thác được luôn nha anh em, công suất lớn, tài cục công suất lớn ha. Với lại là hôm nay có cho anh em một con máy cưa xài gia đình, con này là hiệu Tanaka, dòng máy đời mới ha, Tanaka Hitachi rồi đó. Đó, đời mới, thứ nhất là thấy là vô có cái le tự động là thấy ok, đó le tự động anh em thấy không. Rồi con này là Tanaka, mã số của nó là 33 nha anh em, nòng 38 đi ha, 33cc. Con này hình thức máy đều là zin nguyên bản ha, dòng máy đề cao nè, bô có giảm thanh, chạy rất là lợi xăng nha anh em. Con này thì cái lam tầm cỡ 3,5 tấc nha anh em, phần cắt thì tầm cỡ 30 ha, lam xích zin theo máy xích còn khá là dày, khá là mới ha. Xích zin này xích của thằng Orion luôn nè, rất là ok ha. Đó, lam còn chữ luôn nha anh em, rất là đẹp ha. Dòng này anh em cưa gia đình là cực kỳ tuyệt vời anh em. Đó, trợ lực nè ha, rồi khóa xích đầy đủ, là tự động có bơm xăng phụ cho anh em luôn. Bình trên là bình châm xăng pha nhớt chạy anh em, bình dưới là nhớt thải ha, nhớt vô chân làm xích. Anh em chốt máy cưa thì bên em có cắt thử rồi xong bên em mới gửi hàng cho mình nha, nhớt làm rồi ra ok hết. À, công tắc đây ha, nè bật về hướng stop là tắt nha nè. Đó, còn bật lên như gì là mở nha. Đó, rồi con đầu tiên B1 1.900.000 nha. Trợ lực nha anh em, rất là nhẹ giật ha. Rồi tiếp theo qua con B2, con B2 này dòng này dòng tay cục nhưng mà phải gọi là cái dòng máy siêu khủng nha anh em. Nó là ông chùm của con máy cưa tay cục đó ha. Và đến từ thương hiệu Shidewa. Shidewa 357 nha anh em, nồng tới 40 ly lần nha. Đó, con này thì về anh em mà xài, nói chung là xài nhiều hoặc là cưa cây lớn là nói chung ok hết nha anh em. Công suất lớn ha, anh em đi cưa mướn cũng được luôn. Cũng rất là ngon, rất là khỏe nha anh em. Con này thì máy móc zin nguyên bản từ Nhật về luôn nha anh em. Đó, cái màu này là cái màu đỏ đậm nha anh em, chứ không phải cái máy mình nó xấu ha. Con này là màu đỏ đậm nha. Đó, anh em nhìn cái lam còn chữ lên anh em biết nè. Con này rất là ít cắt nha anh em. Lam nó mới
em vệ sinh nó mới chạy chạy cái ấy thôi. Đó, xích zin theo máy ha, xích còn 70% xài tốt nha anh em. Con này 2.300.000 anh em, nồng 40 ly ha. Đó, 37cc nha, cân nặng 4.8 ha, làm 40 phần cắt được 35 nè. Đó. Rồi bên trước châm xăng pha nhớt sử dụng, bên sau là nhớt thải ha, le thì nằm đây nha. Kéo ra là đóng le nè, giật nổ thì đẩy vô ha, công tắc đây nha anh em. Kéo qua bên cái hướng ổ giật là tắt nè. Đó, về hướng ổ giật là tắt ha. Còn bảy qua cái bên ốp lam là mở chạy nha anh em. Đường ga là ok hết. Rồi. V2 2.300.000 nha anh em. Rồi B2 anh em 2.300.000 ha. Tiếp theo là qua con B3. Ở con B3 con này là con Genoa của thằng Komatsu ha, G2KC, nồng 32 ly, 23cc nha anh em. Con máy xài gia đình rất là ngon ha, của hãng Komatsu anh em biết rồi. Rất là bền nha. Gì? Rất là bền và cực kỳ là lợi xăng anh em. Dòng Komatsu thì siêu vip và siêu ổn định ha. Con này thì em bán giá đầu clip, em bán giá rẻ cho anh em 1.1 triệu thôi nha anh em. Máy móc đều là zin nguyên bản ha. Áo bên đây nó hơi bị nám nám tí xíu nè. Nói chung là xài bình thường, không ảnh hưởng gì tới máy hết. Chế thì lên chế 2 kim mới cho anh em, dễ nổ và lợi xăng ha. Đó. Lốc nè anh em thấy không? Genoa 1650 gì nè. Đó, cái mã số này nè chứ không phải năm sản xuất đâu nha, năm sản xuất kìa. 1650 chắc chưa sản xuất được con máy này đâu. Rồi, tum liền ha. Đó, hai tay lái anh em cần zin nè. Đầu bò thiếu nữa em gắn zin vô cho anh em nha. B3 1.1 triệu. Rồi tiếp theo qua B4 và B5 nha anh em, là cặp này là cặp Kiwis Echo ha. Con này thì 200 nè, còn con này là 24 nha anh em. Con 24 này là nồng 34 ly ha, 24cc, còn con 200 này là nồng 30 ly, 20cc nha anh em. Con này thì đẹp mới vip luôn, còn con này thì nó không có đẹp bằng ha. Nói chung là hai con là zin nguyên bản hết, anh em muốn máy to thì lấy con này nè ha, máy to mà gọn thì lấy con này. Đó, còn con này thì nồng nó bé hơn nha anh em, nồng nó nhỏ hơn ha, mà được cái là nó đẹp. Đó, thì cái con B4 là giá 1.3 triệu, còn con B5 là giá 1.4 triệu nha anh em. Đó, máy to hơn thì giá nó mắc hơn ha, nếu như con này đẹp là giá từ cả 1.6 triệu luôn ha. Hai con là đều là sở hữu ổ giật trợ lực lớn hết nha anh em, trợ lực lớn hết nha. Con này chạy chế da băng hai kim nè ha, dú bơm trước. Đó, da băng anh em thấy không, le nè, kéo lên là đóng ha, còn kéo xuống là mở. Còn con này cũng chạy chế da băng luôn. À, cái chữ da băng nó bình xịt, cái bộ chế nó hơi bị dơ xíu. Nói chung là chạy chế da băng hai kim luôn, nhưng mà dũ bơm ở dưới nha anh em. Cái le thì kéo ngược lại ha, kéo lần trước là đóng, còn kéo lần sau là mở nha anh em. Máy móc đồ làm bao zin nguyên bản nguyên con hết nha. Đó, đẹp hết nha anh em, có dập da băng luôn. Có da băng luôn nha anh em, con này cũng vậy luôn ha. Rồi hai tay lái nè, cần zin đầu bò thiếu nên em gắp zin luôn. Còn con này ra tay lái một tay và ra bóp hại nha anh em. Này, ra bóp hại nằm đây nha. Anh em thì thích ha, không thích thì em lên hai tay này rồi em gỡ cái này ra nha anh em. Cần trắng cỏ đầu bò đều là zin hết. Gầm tì nhỏ hay vậy? Dược lại cái nữa coi. Gầm tì nó hơi nhỏ rồi nè, nè em dặn lớn lên ha. B4 rồi nè, 1.3 triệu nè. Còn B5 là 1.4 triệu ha. Đó, tiếp theo qua con B6 nè.
Con B6 này cũng là dòng Echo anh em, nhưng mà con này là Echo đời mới, đời cao ha. Con này là máy đây. À, con này 26 luôn anh em, 2006 ha. Đồng 34 ly 26cc. Con này dòng máy đời cao, máy mình chạy rất là đầm và lại xăng anh em. Con này thì máy móc là cũng là bên em cũng là bao gin cho anh em 100%, bao gin nguyên bản ha. Cái đời này lỗ giật trợ lực nè. Đó, chế của nó là chạy chế ra ngang, chế hai kim anh em, rất là lại xăng ha. 34 ly 26cc mà giá thì chỉ có 1,6 triệu thôi. Giá rất là rẻ cho anh em luôn. Hai ta lái nè, sử dụng ra bóp hại luôn nha anh em. Sử dụng ra bóp hại ha, công tắc nè, xuống là tắt, lên là chạy nha anh em. Cần gin nè. Đó, đầu bò nguyên gin luôn. Rồi đây B6 anh em, B6 nha, 1,6 triệu. Quá rẻ luôn. Rồi tiếp theo qua con B7 nha anh em. Con B7 là con này là nó để là Shingu Soko gì nè. Nó thuộc cái hệ máy của thằng Mitsubishi nha anh em. Mitsubishi thuộc dòng máy TL20 ha, nòng 30 ly, 20cc. Đó anh em nào xài gia đình thì kiếm Mitsubishi thì lấy con này nha anh em. Dòng này thì chạy siêu lanh. Đó, siêu tiết kiệm xăng nha, và đặc biệt nó rất là ổn định nha anh em. Đó, nói chung là trong cái khoang khúc mà nòng 30 ly là con này là nắm chùm nha anh em. Con này thì máy móc rồi là gin nguyên bản nha anh em. À, bình xăng lớn gin nè, nòng gin trắng nè. Đó, lốc dập mắt in da băng, nhưng mà cái bộ chế thì em đã lên chế mới rồi nha anh em. Chế em lên chế mới rồi ha. Đó, cái cần của nó là cần tum gài nha anh em, tum nhỏ, tum 260. Anh em mình có thể gỡ đầu máy rồi gắp xịt thuốc ha. Rất là thông dụng nha. Đây là 20. Rồi phiên bản này không có xài tay lái anh em. Anh em thích gắp vô thì em sẽ gắn vô đầy đủ cho mình, gắn miễn phí ha. Cần đầu bò đầu là nguyên gin. B7 1,3 triệu thôi anh em. Rồi B7 1,3 triệu nha anh em. Tiếp theo là con B8 ha. Con B8 con này là con Magu nha anh em. Magu 23 ha, nòng 32 ly, 23cc. Anh em lưu ý là mày con này nòng nó rất là đẹp nè, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Đó. Rồi con này em bán giá rẻ cho anh em 1,4 triệu thôi ha. Là lý do là bình xăng lớn em thay mới, còn bao nhiêu là gin hết. Với lại cáo nó hơi dính dơ, nó không đẹp không nha anh em. Con Magu 23 này là dòng máy đề cao sát lớn Mugi bên hông nha anh em, chạy rất là lực, rất là khỏe nha. Đây nè, hình như là nó sử dụng hai lá bạc hay sao. Lốc dập mắt in da băng nè. Nói chung là cái dòng này là chạy khỏe, lanh cực kỳ nha anh em. Giá 1,4 triệu thì giá cực kỳ mềm cho anh em nha. Đó, cái áo nó hơi xấu nè. Đó, tâm lề ha, công tắc hai ta lái nè. Cần gin, đầu bò là gin nguyên bản nha anh em. B8 ha, 1,4 triệu. Còn đẹp luôn nha anh em. Rồi tiếp theo qua con B9 nha anh em. Con B9 là con này con siêu hại nha. Con này là con Kyugit Echo 23 nha anh em. 2350G nha, dòng máy hại nha anh em. Máy là bao đẹp cho anh em, nòng trắng tinh, nói chung là con này đẹp vip nha anh em. Ổ giật trợ lực ha, và chế warm gold green, chế hai kim nha anh em, warm gold green hai kim ha. Đó, chế zin theo máy luôn. Con này thì lúc trước mình xăng nó đẹp lắm nha anh em, nhưng mà mình xăng này không kịp, em để ba cái xăng chứa em quên đổ xăng ra rồi nó hơi bị vàng mình xăng. Chứ con máy này là em bao đẹp bao vip cho anh em luôn nha nè. Nọc máy tinh nè, nói chung là cái dòng này về rất là hiếm nha nè. Máy thì quá đẹp, quá vip. Cái dòng này chạy cực kỳ mạnh nha, mạnh bốc bền và lại xăng nha anh em. Nòng kiến và IC của nó là IC siêu đỉnh nha, IC của nó là chạy không thấy chết luôn. Anh em nào mà thích cái dòng máy này thì lấy nha. Dòng này thì thôi chạy bao đã, bao vip cho anh em luôn. Cái dòng 230 thường thôi còn ngon, nhưng mà cái đề này ổ giật và chế quam gồm hai kim gin đó thì quá tuyệt vời. Giá chỉ 1,6 triệu thôi. Hai ta lái nè, cần gin, trắng cỏ gin. Cái đầu vỏ đang thiếu nha anh em, em gắp gin cho anh em luôn. Rồi tiếp theo qua con B10, 11 và 12 là cái dòng máy Magu ha. Đó, thì cái dòng máy Magu là cái dòng máy đề cao. Đó, thứ nhất là mà giúp con máy mình rất là bền nè.
dễ nổ nè, tiết kiệm xăng nè, ổn định cao nè, và hư sau này phụ tùng thay thế nó nhiều, thợ thầy dễ chỉnh sửa. Anh em nào mới xài thì lấy Magu mà xài nha anh em. Thì cái dòng máy đề cao, ổn định ha, dễ nổ là phù hợp cho những anh em là mới bắt đầu sử dụng máy anh em, mới bắt đầu sử dụng máy ha. Nhưng mà mấy con này là nòng 34 ly 26cc, cũng là thuộc cái dạng máy là công suất lớn nha anh em, cũng thuộc dạng cái máy là công suất lớn ha. Đó, chạy rất là khỏe nha anh em. Đó, ổn định cao, bền, thì cái độ bền đó thì anh em phải xài máy là phải pha nhớt cho nó chuẩn mới bền được nha. Để nhiều anh em nhiều khi quên pha nhớt hay là hà tiện nhớt pha ít gì này kia đó ha, là con máy mình nó không có được bền nha anh em. Đó, anh em nhớ pha chuẩn là 1 lít xăng từ 4 đến 50cc nhớt là chuẩn ha. Rồi con B10 thì giá 1,7 triệu anh em, chạy chéo qua G1 kim ha, lắp chập da băng, máy móc đầu là zin nguyên bản. Còn con B8 nó mắc hơn 100 ngàn là giá của nó là 1,8 triệu, lý do là ổ giật của nó là có trợ lực ha. Chứ hai con máy này thì nó giống nhau. Chứ hai con máy này nó giống như nhau anh em. Đó, nó khác là một con ổ giật thường, một con ổ giật trợ lực ha. Máy móc rồi là còn rất là đẹp nha anh em, khá là đẹp, khá là mới ha. Con này nãy anh như thấy nó bơi bởi ở đâu không ta? Đây, đây nè, nè nó xích rồi. Tí xíu thôi, nói chung là cái này không ăn thua luôn. Rồi tâm liền, công tắc xuống là tắt, lên là chạy. Còn con này công tắc ấn ha. Hai tay lái nè, cần đầu bò zin. Còn con này thì một tay lái nha nè. Nói chung thì tay lái này á, anh em thích một tay này thì em để một tay xài, còn không thích muốn lên hai tay thì em lên. Còn hai tay anh em xuống một tay vẫn được nha anh em. Còn nếu như anh em đòi lên cái thứ này là anh em phải thêm tiền giùm em ha. Đòi lên gear bóp hại là phải thêm tiền nha anh em. Đó rồi, B10 1,7 triệu. B11 là 1,8 triệu nha anh em. Rồi qua con B12 ha, con B12 cái này cũng là Magu 26 nhưng mà con này là thuộc dạng VIP rồi nha anh em. Con này VIP rồi ha, bao đẹp luôn, ổ giật trợ lực nè, nòng mới tinh nè, vô trắng sáng nè. Đó, chế là chạy chế Wamgo nè, lốc dập da băng nè, nói chung là con này đẹp toàn diện mới lắm nha anh em. Đó, tâm liền ha, cái này là dính sơn từ bên Nhật về luôn nha anh em, nước sơn là nước sơn Nhật luôn nè. Công tắc ha, xuống là tắt nè, lên là chạy và sử dụng ga bóp hại ha. Đó, ga bóp hại nha anh em. Đó, thiếu một bên còn lại em gắn đầy đủ nè, ốc 7 màu nè, cần đầu bò trắng cỏ ghiên hết nha nè, cần đầu bò trắng cỏ ghiên hết. B12 2 triệu nha anh em. Quá đẹp. Cái B12 giá 2 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo con B13 là dòng máy siêu cọp, siêu đỉnh đây nha anh em. Genos Komatsu BC2006 ha, nòng 34 ly 26cc. Nó phải cũng là thuộc vô cái dạng mà top ông chùm của cái dòng mà 34 ly 26cc nha anh em. Dòng Komatsu ha, 2006 cơm đầu vuông nha. Dòng này thì bao cho anh em là chạy bao mạnh nha. Dòng này chạy mạnh hơn tên là 26 và 261 rất là nhiều nha anh em. Chạy mạnh hơn rất là nhiều ha. Đó, thì cái dòng này chạy mạnh chạy khỏe nè. Ở miền Tây mình á, là cái dòng này là nó có dòng máy Trung Quốc nhái ha, nó nằm trên mình xịt thuốc, còn máy cắt cỏ không có luôn, là cái hàng đó là cái hàng nhái nha nè. Đó, cái hàng nhái thì giá nó đâu cũng chèm chèm có đâu 1,2 triệu được rồi. Nhưng mà con này em sẽ bao gin cho anh em là ha, nguyên gin từ Nhật về giá 2,2 triệu ha. Nói chung là xài hư ba con máy nhái đó chưa bằng con này, con này chưa hư anh em. Thật sự con này là chạy bao mạnh, bao vip, bao đỉnh cho anh em luôn. Nó chạy chế qua gồm 2 kim gin nè, thấy không, siêu khỏe và lại xăng nha anh em. Con này khá là mới, khá là đẹp nha anh em. Tum gời tum nhôm luôn nè ha. Đó, tum gời tum nhôm luôn. Đây, GL26 nữa nè. Nè. Nói chung là bao đẹp. Cần tum gời ha, hai ta lái nè. Rồi, đầu bò đang thiếu anh em gáp zin đẹp cho anh em luôn. Cho anh em nha, anh em đập cước chặt cổ cứng đồ này kia là ok, ngon lành hết nha anh em, khỏe hết nha. Rồi tiếp theo qua con B14 là con này là con siêu đỉnh đó nha anh em. Con này là thuộc cái dòng máy của thằng Kawasaki TG33 nha anh em, nòng 37 ly ha.
33cc, đó nồng 37 ly là nghe anh em, 33cc ha, dòng máy lớn về anh em phát cước đồ này kia thôi, là bao la nghe anh em, đó nó là chạy là công suất là như tay là 33 anh em, nói chung là nó nhiều khi chạy khỏe hơn tay là 33 anh em, dòng Kawasaki thì tua nó lanh hơn nè, đó, chạy khỏe hơn tay là 33 luôn, nhưng mà giá nó rẻ hơn tay là 33 cả triệu là nghe anh em. Con này thì giá 2,6 triệu thôi, máy móc đồ là zin nguyên bản cho anh em luôn ha. Con này thì nó chạy chế quam gồ hai kim chế zin luôn nghe anh em, đồng trắng nè, máy móc đồ là liền lạc rất là đẹp nghe anh em. Cần của nó cũng là cần tum gời nè, tum gời tum nhôm tum lớn bố lớn anh em, cũng gắn được cho tay là 33 43 52 đồ các kiểu luôn nghe anh em. Rồi điểm eo không có anh em gắn đầy đủ ha, nè cùm nước sơn đẹp nè. Rồi cần đầu bò đồ là nguyên zin nghe anh em, ở B14 nha, 2,6 triệu nghe anh em. Rồi công tắc nằm ngoài sau anh em, xuống là tắt ha, lên là mở ha. Rồi B14 2,6 triệu, anh em chốt con nào thì liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.